Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái combo. Nó cũng đơn giản thôi. Nhưng mà mình cũng phải nói trước là tuy là nói là đơn giản nhưng mà các bạn cũng cần phải học được những cái kỹ thuật gọi là từ cơ bản cho tới những cái kỹ thuật nâng cao thông dụng thì các bạn mới có thể làm được một cách dễ dàng. Chứ mà anh em mà mới chơi ngày đầu thì nghe mình nói đơn giản thì anh em hay kiểu nghĩ là mới chơi vô cái coi clip này xong là sẽ làm được, nhưng mà thực ra là không phải. Cái bộ môn này thì nó cần khá là nhiều về cái kỹ năng, cho nên là cái gì cũng phải là luyện tập hết nha anh em. Thì ở đây mình sẽ để tên những cái kỹ thuật mà anh em cần phải tập trước khi chúng ta bắt đầu tập cái combo này. Trong cái video này thì mình chỉ hướng dẫn cách để mà sắp xếp những cái kỹ thuật này lại thành cái combo thôi, chứ mình không có hướng dẫn chi tiết từng cái, tại vì nó sẽ rất là dài dòng. Mà theo kinh nghiệm thì mình biết là làm dài thì anh em bây giờ coi hết được. Thậm chí là có những cái bộ phim nhà sản xuất người ta làm tiếng mấy 2 tiếng, đầu tư diễn viên nữ xinh đẹp làm anh em thấy hứng thú, mà anh em còn coi có đoạn đầu, đoạn giữa với đoạn cuối, thì mấy cái thằng như mình làm sao anh em coi hết được ba hướng dẫn như này. Ok, đầu tiên để làm được cái combo này chúng ta sẽ bắt đầu với kỹ thuật Around. Around thì cái nguyên bản của nó là nó sẽ làm ở trên ngón trỏ như này. Cái nguyên lý của nó là chúng ta sẽ bắt chéo hai cái ngón tay lại để cho cái ngón ở dưới nó sẽ đẩy cái bút vòng qua cái ngón ở trên. Đó là cái nguyên lý của nó. Nếu mà làm văn mẫu thì sẽ tả như vậy. Nhưng trong cái combo này chúng ta sẽ làm ở ngón út, thì độ khó sẽ x2. Đó thì chúng ta đẩy cho cái bút nó bật lên như này, nhưng mà chúng ta sẽ không để cho nó vòng qua cái ngón áp út nha. Chúng ta sẽ bắt nó lại khi nó vừa lên tới cái ngón giữa. Vừa lên tới ngón giữa là bắt lại liền luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ tới một cái kỹ thuật, đó là Double Jack Reverse. Thì Jack Reverse thì mình nghĩ là anh em nào mà xong cơ bản thì cũng làm được hết rồi. Và thường thì chúng ta sẽ làm ở trên ngón trỏ với lại ngón giữa như này. Nhưng ở trong cái chiếc này chúng ta sẽ cần phải làm ở cả ngón giữa với lại áp út luôn. Thì double nó tức là chúng ta sẽ gấp đôi nó lên. Tức là thay vì chúng ta làm một ở một vị trí như này thì bây giờ chúng ta sẽ làm ở cả hai vị trí. Chúng ta sẽ làm ở trên ngón trỏ với lại ngón giữa và chúng ta chuyển nó xuống dưới ngón giữa với lại áp út, chúng ta làm tiếp và chúng ta lại chuyển lên trên và lại chuyển xuống dưới liên tục như vậy thì nó sẽ thành double jack reverse. Tiếp theo thì anh em sẽ làm cho mình một cái kỹ thuật cũng là căn bản, đó chính là pass. Thì finger pass nguyên bản của nó là như này. Nhưng mà trong cái combo này thì mình chỉ cần anh em làm cho mình cái đoạn là từ ở dưới áp út và ngón giữa đi lên ngón giữa với ngón trỏ là được. Rất là đơn giản, easy. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật mà mình vừa mới hướng dẫn ở cái video trước luôn, đó là kỹ thuật background, nó sẽ như này. Thì chi tiết về cái kỹ thuật này anh em có thể mở lại cái video trước của mình, trước cái video này luôn, ngay trước cái video này luôn. Đó thì anh em mở anh em xem. Còn trong video này mình sẽ không có nói nhiều, tại mình hướng dẫn em này anh em không coi video kia thì mình lại buồn. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật, đó là Thumb Flap Jack Reverse. Thì nó nghe tên dài dài nó ghi ghê thôi, nhưng mà tập tầm 4 5 tháng thì chắc là được hết mà. Để làm được cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ chụm cái ngón trỏ với lại ngón cái lại. Anh em chỉ cần để nó hơi gần gần nhau được rồi, không nhất thiết phải bóp nó lại dính lại đâu. Thì chúng ta sẽ tạo thành một cái vòng tròn như này và chúng ta sẽ chọt cái bút vô giữa. Đó, nhìn nó hơi tục nhưng mà cái chiếc này nó lại phổ biến, anh em, nó rất là phổ biến luôn. Nên thì bởi vì đàn ông trai mà ba cái này nhanh lắm, nhanh lắm. Sau khi chọt cái bút vô đây rồi thì chúng ta sẽ quật tay như này cho cái bút nó ngoáy ngoáy ở giữa cái vòng tròn như này. Và chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật, đó là fingerless thumb reverse. Thì nó sẽ như này. Chúng ta sẽ đẩy cái bút từ ở trong cái vòng tròn, chúng ta đẩy cho nó ra ngoài và nó sẽ vòng qua cái ngón cái giống như là cái kỹ thuật thumb reverse vậy đó. Các bạn làm được cái đó là các bạn sẽ hiểu cái này làm như nào thôi. Kế đó chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật nó cũng hơi khó, đó là kỹ thuật index back to pinky back, nó sẽ như này. Thì chúng ta sẽ back around ở ngón trỏ, nhưng mà thay vì chúng ta cho nó đi qua ngón cái chúng ta chụp lại thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó trượt trên cái mu bàn tay và trượt thẳng xuống dưới ngón út như này. Và chúng ta giật tay một cái để mà làm pinky back. Thì cái này các bạn cần phải làm được pinky back trước rồi các bạn mới tập được cái kỹ thuật này.
Thì pin kickback thì mình sẽ hướng dẫn sau. Còn bây giờ thì các bạn cứ biết là nó có cái kỹ thuật này thôi. Các bạn có thể tìm hướng dẫn của nước ngoài này kia các bạn tập. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái kỹ thuật nữa, đó là around reverse. Thì around hồi đầu mình có nói là dùng cái ngón tay ở dưới chúng ta đẩy cho cái bút nó vòng vào cái ngón ở trên. Thì reverse tức là nó cũng y chang như vậy thôi, nhưng mà cái chiều của nó sẽ ngược lại. Tức là ban đầu chúng ta cho nó vòng từ cái lòng bàn tay, chúng ta vòng hướng ra ngoài. Thì bây giờ chúng ta sẽ cho nó hướng từ ngoài, nó hướng ngược vào trong. Nhưng trong cái combo này chúng ta sẽ làm around reverse ở dưới ngón út như này, mà chúng ta sẽ đẩy cho nó vòng hẳn qua hai ngón tay luôn, chứ không phải là một ngón tay như bình thường nữa, hai ngón tay luôn. Và thay vì cho nó quay trở lại ngón út thì chúng ta bắt nó ở cái ngón áp út với lại ngón giữa. Đó, tức là ban đầu là chúng ta đẩy nó qua hai ngón tay luôn và bắt nó lại ở trên ngón áp út với ngón giữa, chứ không phải là cho nó quay về cái vị trí cũ nha. Sau khi chụp cái bút lại rồi thì chúng ta sẽ chạc nhẹ lên một cái, sau đó làm một cái kỹ thuật đó là middle back palm up. Thì middle back thì nó sẽ như này. Tức là thay vì làm back around là làm ở ngón trỏ, thì bây giờ chúng ta sẽ thay cái ngón trỏ thành ngón giữa và làm tương tự thôi. Đó thì nó gọi là middle back. Và palm up tức là một cái thuật ngữ dùng để chỉ việc chúng ta thực hiện một cái kỹ thuật nào đó nhưng mà cái bàn tay của chúng ta ngửa lên. Palm là cái lòng bàn tay đó, còn up là ngửa lên. Thì bây giờ palm up là chúng ta sẽ ngửa tay lên và chúng ta làm middle back around như này. Sau khi đã middle back palm up rồi thì chúng ta sẽ pass nó lên trên ngón trỏ với lại ngón giữa như này. Và chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật đó là burst. Thì cái tên đầy đủ của nó là Tritonic Burst. Thì cái này các bạn có thể tìm ở trên kênh của mình. Mình đã từng hướng dẫn rồi. Và trong cái combo này thì các bạn tập cho mình là từ 2 đến 3 vòng. Tại vì cái đoạn kết chúng ta còn cần làm cái kỹ thuật này ở cái phiên bản là nhiều vòng. Còn trong cái combo này thì chúng ta sẽ kẹp cái bút vào cái ngón giữa với ngón trỏ như này. Và chúng ta quăng cái đuôi bút cho nó vòng vào cái ngón trỏ. Đó, và chúng ta lật úp cái tay lại như này. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật đó là fingerless turnaround. Thì bình thường các bạn làm turnaround thì các bạn sẽ dùng ngón tay, các bạn đẩy cho cái bút nó vòng vào ngón cái. Nhưng mà fingerless tức là chúng ta sẽ không có dùng ngón tay. Thì chúng ta sẽ kẹp cái bút vào ngón cái như này. Và các bạn sẽ đẩy cái tay tới phía trước. Đẩy cái tay tới phía trước để nó có cái lực quán tính nó kéo cái bút về phía sau. Đó thì nó sẽ vòng qua cái ngón cái như này. Và các bạn lưu ý là cái ngón cái của các bạn nó phải hơi cong lên để nó có cái chỗ để cái bút nó lăn. Còn các bạn cong ngược xuống như này thì nó sẽ có một cái cục U. Nó cũng tương tự như là các bạn làm turnaround gì đó. Thì các bạn làm turnaround thì các bạn sẽ hiểu cái chuyện này. Các bạn cong xuống thì nó sẽ có một cái cục xương ở đây thì cái bút nó sẽ rất là khó lăn qua được. Khi mà chúng ta fingerless turnaround rồi thì chúng ta sẽ cho nó trượt thẳng qua bên ngón trỏ luôn. Và chúng ta sẽ burst cho mình tầm 2-3 cái gì đó để mà kết cái combo cho nó hay. Đẩy qua và burst tầm 2-3 cái gì đó. Mình sẽ làm lại toàn bộ cái combo cho các bạn dễ hình dung. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bút ở dưới ngút như này. Chúng ta around lên. Sau đó chúng ta sẽ làm double track reverse. Chúng ta pass lên trên ngón trỏ với lại ngón giữa như này. Chúng ta back around qua và thumb flap track reverse. Index back to pinky back. Sau đó lại around reverse lên qua hai ngón tay. Và bắt nó lại ở ngón giữa với lại ngón áp út như này. Track lên một cái. Sau đó làm middle back palm up. Burst qua, fingerless turnaround, chuyển nó hẳn qua cái ngón trỏ với lại ngón giữa luôn và burst tầm 3 cái là kết thúc combo. Ok, và mình đã hướng dẫn xong một cái combo thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nói 9-10 phút mới xong thì anh em thử hình dung là mình hướng dẫn chi tiết thì sẽ tốn bao nhiêu tiếng. Ok, và nếu anh em cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn những cái combo như thế này cho anh em. Thì mình chỉ hướng dẫn những cái combo đơn giản thôi, chứ nó thiệt thì khó quá thì mình cũng không biết nói như thế nào cho anh em hiểu được. Một phần là mình hướng dẫn chi tiết cho nên là mình không thể nào mà mình nói lướt qua kiểu như là ở combo này nó có chiếc A, chiếc B, chiếc D nè. Đó, nói như vậy thì mình hướng dẫn tầm 1 phút, 2 phút là xong liền thôi. Nhưng mà như vậy thì anh em sẽ chả hiểu gì hết. Và mặc dù là mình hướng dẫn chi tiết, ví dụ như là những cái chiếc như là Tritonic hay là Palm Spin Fingerless Turnaround đi, thì những cái đó nó mất có 1 giây thôi để thực hiện. Mà mình nói 6-7 phút luôn mà anh em nói là không hiểu. Thì bây giờ mình hướng dẫn những cái kỹ thuật khó hay là những cái linkage mà nó kiểu ngẫu hứng của mình đi. Thì bây giờ có những cái nó còn không có cái tên, mình còn không biết gọi nó là cái tên gì nữa. Thì mình nói nhiều khi mà anh em xem chắc anh em report cái kênh mình luôn, nó là kiểu kênh bỏ bùa, bỏ ngải gì anh em.
Rồi ok, thì nếu anh cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe nhé. Bấm vào cái nút chuông để mà tiếp tục nhận được thông báo về những cái video mới nhất của mình. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video lần sau.